Thưa quý vị, trong 2 năm qua, Trung Quốc tập trận thường xuyên đến nỗi cả phi công và động cơ máy bay của họ đều trở nên kiệt quệ. Người Đài Loan thậm chí không còn muốn phản ứng trước những hành động khiêu khích ấy nữa. Thay vào đó, họ chỉ đơn giản là huấn luyện và trau dồi kỹ năng chiến đấu cho quân binh nhiều hơn, đồng thời cẩn thận theo dõi máy bay Trung Quốc bằng hệ thống tên lửa phòng không của họ. Vào ngày 4 tháng 8 gần đây, sau khi người phát biểu của Hạ viện Hoa Kỳ, bà Pelosi đến thăm Đài Loan, Trung Quốc lại biểu đạt thái độ của mình bằng việc điều 22 chiếc máy bay đến tập trận quanh vùng biển Đài Loan. Sự càn nhiễu diễn ra suốt thời gian dài khiến Đài Loan cũng phân vân giữa hai lựa chọn nên đầu tư vào các máy bay chiến đấu và tàu khu trục có chi phí hàng tỷ đô la hay là mua vũ khí nhẹ hơn, rẻ hơn để thiết lập hệ thống phòng thủ xung quanh hòn đảo. Liệu họ có nên bảo vệ chủ quyền của hòn đảo bằng cách tấn công trực tiếp nhắm vào máy bay Trung Quốc hay lựa chọn chấp nhận các cuộc tấn công từ trên không và tập trung vào việc phòng thủ trước một âm mưu xâm lược tiềm tàng? Trước sự càn nhiễu trường kỳ từ Trung Quốc, đặc biệt là sau chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi, Đài Loan có lo lắng không? Liệu Trung Quốc có tạo ra sức ảnh hưởng qua cuộc tập trận vừa rồi hay không? Mời quý vị cùng theo dõi tiếp phần bình luận của chúng tôi ngay sau đây. Lực lượng quân sự của Đài Loan tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đây là bảng thống kê về lực lượng quân sự của Trung Quốc và Đài Loan. Các chỉ số trong báo cáo cho thấy các loại khí tài của Đài Loan có số lượng thấp hơn so với Trung Quốc, bao gồm cả xe tăng, pháo binh và máy bay, tàu ngầm. Tuy nhiên, Đài Loan lại có một lực lượng dự bị đáng chú ý và họ đã được huấn luyện cẩn thận để tung đòn phản công cho những kẻ xâm lược, đặc biệt là với Trung Quốc hiện nay. Kể từ những năm 1950, một cuộc xâm lược Đài Loan đã từng diễn ra và đảo quốc này đã sử dụng chiến lược con nhím để đáp trả quân xâm lược. Các tàu tấn công nhanh, tên lửa chống hạm, phòng không, chống tăng và thủy lôi vẫn luôn ở vị trí sẵn sàng để ngăn chặn một cuộc xâm lược biển. Hơn nữa, Đài Loan đã chuẩn bị cho chiến tranh du kích ở cả khu vực thành thị và vùng nông thôn miền núi nếu Trung Quốc có thể phát động một cuộc xâm lược toàn diện. Về cơ bản, những năm 1950, các bài tập vũ trang như thế này của Đài Loan không phải hiếm. Đây là một phần của các bài tập mùa hè luôn kéo dài từ 2 đến 3 tuần. Nó không phải chỉ diễn ra một vài ngày và hình thức. Tất cả chúng ta hiện đang thấy Đài Loan đang có những buổi huấn luyện nghiêm túc và quy mô. Ngoài ra, hiện nay Mỹ và Nhật Bản cũng có thái độ rõ ràng hơn về việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đài Loan. Vào tháng 6 năm 2021, ông Yasuhide Nakayama, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khi đó đã phát biểu tại một hội nghị rằng chúng ta phải bảo vệ Đài Loan với tư cách là một quốc gia dân chủ. Phát biểu với BBC hồi tháng 7, tướng Mark Milley, tướng hàng đầu của Mỹ, cho biết không có dấu hiệu hoặc cảnh báo nào cho thấy một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan sắp xảy ra. Tuy nhiên, ông cảnh báo Trung Quốc rõ ràng đang phát triển một khả năng để tấn công, đồng thời nói thêm chúng tôi theo dõi rất cẩn thận. Phát biểu với báo giới bên lề diễn đàn khu vực ASEAN ở Campuchia, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho rằng phía Trung Quốc đã đẩy mức độ căng thẳng lên một mức độ mới. Ông Blinken nhấn mạnh, Mỹ sẽ không kích động tăng thêm khủng hoảng, nhưng sẽ tiếp tục ủng hộ các đồng minh khu vực và thực hiện quá cảnh hàng hải và hàng không qua eo biển Đài Loan. Ông cũng lưu ý rằng một số kênh liên lạc vẫn còn mở giữa các quan chức quân sự hai nước. Ông lặp lại rằng, Mỹ sẽ không thay đổi chính sách của mình đối với Trung Quốc và Đài Loan. Ngoại trưởng Mỹ Blinken nhấn mạnh rằng, chúng tôi không kích động một cuộc khủng hoảng về vấn đề Đài Loan. Trung Quốc đã phản ứng thái quá và sử dụng chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Pelosi như một cái cớ để gia tăng hoạt động quân sự khiêu khích bên trong đất liền và cả xung quanh eo biển Đài Loan. Trước áp lực tập trận của Trung Quốc, Đài Loan không cúi đầu. Đài Loan cho biết các cuộc tập trận của Trung Quốc vào Chủ nhật ngày 7 tháng 8 đã một lần nữa mô phỏng các cuộc tấn công vào hòn đảo chính, cũng như các con tàu của Đài Loan. Ngoài ra, còn triển khai cả máy bay không người lái đến các đảo phía xa hơn của Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan đã đơn giản hóa vấn đề bằng cách điều máy bay và tàu đến để theo dõi tình hình, giám sát và cập nhật các hành động của Trung Quốc một cách cẩn thận. Bộ cho biết, PLA đã thực hiện khoảng 66 phi vụ vào Chủ nhật, trong đó có 22 phi vụ vượt qua vùng nhận dạng phòng không phía Tây Nam. Khoảng 14 tàu chiến Trung Quốc đã được phát hiện xung quanh eo biển Đài Loan vào lúc 5 giờ chiều, theo giờ địa phương. Quân đội Đài Loan cho biết, riêng biệt một máy bay không người lái được phát hiện đang tiếp cận vùng biển hạn chế của khu vực Kim Môn và bị pháo sáng xua đuổi. Thủ tướng Đài Loan Tô Trinh Sương nói với các phóng viên hôm Chủ nhật rằng,
Trung Quốc đã sử dụng một cách tàn bạo các hành động quân sự để phá vỡ hòa bình và ổn định của khu vực. Chúng tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước áp lực. Chúng tôi đề cao tự do và dân chủ, đồng thời tin rằng người Đài Loan không chấp nhận các hành động bắt nạt của Trung Quốc bằng vũ lực và gươm giáo trước cửa nhà chúng tôi. Ông nói, không chỉ Đài Loan phải gánh chịu hậu quả, các nước láng giềng đã lớn tiếng phản đối và các nước yêu tự do và dân chủ như Hoa Kỳ đã lên án mạnh mẽ việc này. Cuộc bầu cử của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn năm 2016 đã ngăn cản sự nỗ lực của Bắc Kinh trong việc thắt chặt quan hệ với hòn đảo này. Bà Thái ủng hộ độc lập, bác bỏ khuôn khổ một Trung Quốc và bà đã tìm đến sự giúp đỡ của các vị chính khách Hoa Kỳ để giảm bớt sự phụ thuộc vào đại lục. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Diaz cho biết hôm thứ Bảy sau cuộc gặp với ông Blinken rằng chuyến thăm của bà Pelosi đã chứng minh được cường độ xung đột trong thời gian qua cao như thế nào. Chúng tôi đã quen với ý tưởng này. Các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc khiến tàu thuyền trên thế giới phải suy nghĩ kỹ về việc tiến vào các cảng quan trọng của Đài Loan. Nó còn tạo ra sự chậm trễ tiềm tàng cho các chuyến hàng điện tử. Các chủ tàu lo lắng về các cuộc tấn công bằng tên lửa có thể xảy ra đã chọn cho tàu nghỉ và đốt thêm nhiên liệu cho đến khi cuộc tập trận kết thúc. Vì Đài Loan là nước cung cấp các thiết bị điện tử như chip hàng đầu thế giới, nên đây cũng là điều mà các quốc gia cần suy nghĩ để đưa ra cách giải quyết tối ưu. Trung Quốc khó gây sức ép được với Mỹ. Theo một số bình luận mới đây cho biết, Trung Quốc diễn tập quân sự nhằm thị uy đối với người Đài Loan, nhưng điều này sẽ chẳng gặt hái được gì nếu thực sự muốn đe dọa Mỹ. Theo bài viết trên trang Georgia Political Futures ngày 9 tháng 8 của nhà dự báo địa chính trị Georgia Friedman, sau chuyến thăm của bà Nancy Pelosi, dư luận mới vỡ lẽ là Trung Quốc không hề có một công cụ nào để gây sức ép với Mỹ. Theo ông Friedman, việc tập trận của PLA là để hâm nóng lại tuyên truyền chống Đài Loan lâu nay và tỏ ra quân đội Trung Quốc là một đối thủ mạnh của Hoa Kỳ. Ông Friedman viết, thế nhưng cả về quân sự và thương mại, Hoa Kỳ vẫn nắm đằng chuôi và một cuộc kinh tế hay quân sự có thủy bộ phối hợp nhằm vào Đài Loan sẽ đem lại rủi ro lớn cho Trung Quốc. Đơn giản là PLA có nguy cơ thua trận khi phải thực sự đối đầu với Hoa Kỳ. Về kinh tế, chừng 17% xuất khẩu của Trung Quốc là sang Mỹ và mọi thay đổi chính sách thương mại, tiền tệ của Hoa Kỳ đều có thể gây hại cho Trung Quốc. Theo ông Friedman, vũ khí quan trọng nhất mà Hoa Kỳ đang nắm trong quan hệ với Trung Quốc là đồng đô la. Như vậy, nếu cứ tiếp tục những màn diễu võ dương oai như thế, liệu Trung Quốc có đủ tài nguyên và kinh phí cho những năm tháng tiếp theo hay không? Chưa kể rằng trong nước, Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với những vấn đề xã hội gay gắt kéo dài, vẫn chưa giải quyết cho người dân, như người dân rút tiền trong ngân hàng không được, các công ty bất động sản trên bờ vực phá sản, xả lũ không báo gây thiệt hại tính mạng người dân và tài sản, tình trạng giới trẻ không muốn đi làm. Đây vẫn còn là một câu hỏi lớn. Kính thưa quý vị, bản tin của DKN News xin phép được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị. Chúc quý vị một ngày đầy ý nghĩa và an lành. Mai Anh xin kính chào và hẹn gặp lại.